cho anh đưa em dòng chơi trên khắp thế gian, để trong tay tung tay trên mây cát trắng nắng buông nhẹ nhàng, ngắm ngôi sao trên cao lung linh suốt đêm, để bỏ vai nhau em thật khẽ một chạm vào bờ môi. Còn cái tiếng tặng của chúng mình đang đi lên trẻ, chúng ta còn bắt đầu hành lễ gia tiên. Một lần nữa tôi chúng tôi xin trọng trọng kính mời qua vị họ. Và gia đình của chúng tôi là nước Cộng Hòa để cùng chào đón với họ. Với những cái chào, những cái tay đầu tiên có được sự đối tiếp trong một lần thương đẹp nhất của ngày hôm nay. Chúng tôi lấy tình cảm sự thương nhất của ngày hôm nay. Thay quân lực văn của mình, văn lực chúng tôi xin chào đón với họ. Và cùng chúng ta là cái gì của họ. Để chúng ta cùng bắt đầu hành lễ và lần chúng tôi sẽ tập trọng của mình. Hãy qua lời chúc phúc của mình đó, ngoài tình cha chúc phúc quà lễ này chúc phúc đó, thì chúc phúc cho hai cháu hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn. Và chúng tôi xin mời hai bác, xin mời Nhi, một người cô ngày hôm nay, với người cô còn có món quà còn sẽ dành cho hai cháu. Kính thưa quý vị, mỗi một món quà của quý vị sẽ là hàng trăm để đôi con trẻ nắm tay nhau đi vào đời. Mỗi một món quà của quý vị cũng là những viên gạch hồng để đôi bạn trẻ chúng ta xây lâu đài hạnh phúc. Và tới đây chúng tôi xin mời chú ạ. Và ngày hôm nay vợ chồng chú còn có món quà cũng dành cho hai cháu. Và thắng qua lời chúc phúc đó kèm theo món quà của mình, chú cũng cầu mong cho hai cháu được hạnh phúc bên nhau. Giống như một câu mình đặt chương trình Công Sơn nói rằng: áo có dù nhau, tóc có bạc đầu mà cũng cầu chúc thầy cháu. Và chúng tôi xin mời gì? Là một người gì ngày hôm nay vợ chồng. Dạ, và xin mời mặt chồng và hai bác cũng có những món quà cũng để dành cho hai cháu trong ngày hôm nay. Và thay qua lời chúc phúc một lần nữa cảm ơn mặt chồng bác. Và trước tôi xin mời mặt chồng cậu mở năm. Và ngày hôm nay cậu mở cũng là thay mặt cùng cậu mở cũng thay qua lời chúc phúc cậu mở cũng mong cho hai cháu hạnh phúc đến ngày trong năm đầu mặt. Và cũng theo đó, món quà nhỏ nhỏ kèm theo thay qua lời chúc phúc của mình một lần nữa cảm ơn cậu vợ. Và tiếp theo là một người chú,
cũng có rất quà tặng dành cho hai cháu trong ngày vui hôm nay. Trong ngày thành hôm ngày hôm nay chú cũng có món quà tặng dành cho hai cháu theo lời chúc phúc của mình. Lời cảm ơn chú. Và xin mời Di. Và món quà của anh hai. Và ngày hôm nay anh hai còn thay mặt tại chị Kỳ Linh còn chúc hai em hạnh phúc và kiếm thêm món quà của mình. Một lần nữa cảm ơn hai đã thành nhiều và xin mời chị Vân. Ngày hôm nay chị Vân còn có món quà để dành cho hai cháu, hai con lời chúc phúc của mình tại vì các bạn nhà hàng có một lời chúc phúc cho món quà. Và thế là mời chị Vân ngày hôm nay còn có món quà để dành cho hai cháu và rất rất nhiều món quà con cần. Hai cháu cứ đứng lên cái chuyện của mình làm sao ạ. Xin mời đại diện cái nhìn cầu mời cháu cũng có một quà dành cho hai cháu trong ngày hôm nay và một lần nữa cảm ơn cầu mời rất là nhiều. Và tiếp theo chúng tôi xin mời một người em con chú cũng là từ một người rất gần gũi với thời đại chúng ta thì được hai mẹ một quà cho hai cháu trong ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin mời còn ai nữa. Và chúng tôi cũng xin mời các chú, các bác chúng ta cùng tham gia và mỗi món quà của ngày ngày hôm nay sẽ lưu lại những kỷ niệm và đặc biệt là những khán giả chúng tôi và những khán giả chúng tôi sẽ lưu lại. Và ngày hôm nay một người em của chú rể cũng ông chúc hai anh chị hạnh phúc nhiều số.